Các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV chương 312, Liên minh phản công. Nghĩ đến đây, cậu ta lại bấm vào chuột, mở trang chủ của chinh chiến online trên trang web 173 ra. Thấy giao diện trang chủ thân quen, rây nhát không khỏi cảm động. Cuộc đời này, ta sẽ không để cho bọn người chơi ở server Trung Quốc bắt nạt nữa đâu. Từ giờ trở đi, ta mới là nhân vật chính của thế giới này cho dù tụi bay chơi trước ta ba tháng nhưng ta nhất định có thể vượt qua tụi bay trong lúc còn chưa tới giờ mở server tây nhát không khỏi mở diễn đàn chinh chiến online ra nhìn khu bình luận của server châu âu đã bị người chơi server trung hoa chiếm lĩnh cậu ta cười gian xảo sau đó gõ một dòng chữ người chơi đầu tiên của server châu âu báo danh những người chơi server trung hoa đã chuẩn bị tinh thần ăn hành chưa Cậu ta vừa đăng bài chưa được bao lâu thì đã nhận được rất nhiều phản hồi. Xin cậu bé bút chì, vui cha. Thằng nhóc, không phải anh chém chứ lúc chú đến bất kỳ thì anh sẽ nhường cho chú mấy chục cú đấm trước, đừng bảo anh bắt nạt chú nhé. Cười ha ha. Trê nhát trả lời xin cậu bé bút chì, wow. Người anh em thánh ô mạnh nhất diễn đàn trong tương lai, nhìn tôi chút cho quen mắt nhé. Chụp ảnh chung. Tách. Tịch mịch vô địch, có ước mơ là chuyện tốt, nhưng hiện thực tàn khốc lắm. Khu bọn này đầy hắc nhé, chấp nhận hiện thực đi. Cười ha ha. Trê nhát ra lời tịch mịch vô địch, idol ác thần. Lần đầu tiên hồi phục đề tài của tôi. Chụp ảnh chung. Tách. Làm quy hoạch đội trưởng, hôm nay chỗ các cậu mở server hả? Chúc may mắn. Tương lai gặp nhau trên chiến trường nhé. Cười ha ha. Trê nhát trả lời làm quy hoạch đội trưởng. Wow wow wow. Vô cách đấu đây sao? Chụp ảnh chung. Tách. Trê nhát, thật nhiều trùng sò. Hơn nữa còn comment trong đề tài của tôi nữa chứ. Thật hạnh phúc. Nhưng nếu đã là đối thủ rồi thì tôi sẽ không nể tình đâu. Lần này server châu âu mới là đứng đầu thế giới. Kiếm pháp nhà họ ngạo trả lời Trê nhát. Hy vọng bên đó có thể xuất hiện nhiều cường giả để ta khiêu chiến. Đừng khiến ta thất vọng. Trây nhát trả lời kiếm pháp nhà họ ngạo, anh trùng, sau này anh sẽ đáng sợ lắm, còn bị chúng tôi gọi là cấm kỵ kiếm thánh nửa cơ, ngầu lòi, kiếm pháp nhà họ ngạo trả lời trây nhát. Nhìn các ông trùng mà trước kia mình không thể với tới đều comment trong đề tài của mình, trây nhát vô cùng kích động. Bởi vì cậu ta biết mình sắp trở thành người chơi đứng trên đỉnh kim tự tháp của chinh chiến online giống họ. Vừa tán gẫu trên diễn đàn, thỉnh thoảng rây nhát lại vừa mở trang chủ 173 ra liếc nhìn xem thời gian đếm ngược đã kết thúc chưa, trong lòng không thể kìm nén nổi kích động được. Vừa tới 10 giờ, cậu ta vội bấm vào nút đau lát mới xuất hiện trên trang web, sau đó quay đầu kêu, ngư cờ, mau đến đây bắt đầu vào game. À à, đến đây, ngư cờ đang dọn dẹp lập tức vứt khăn trải bàn xuống rồi đi đến trước bàn của mình. Nhờ có tốc độ đường truyền siêu cao của năm 2319 chưa đến một giây chinh chiến online đã được tải xong. Trước khi vào game, Trey nhát quay đầu nhìn cờ cờ. Người anh em, sau khi mở server mày cứ đi luyện level trước, chờ tao làm xong một việc rồi sẽ tới tìm mày. Nói rồi Trey nhát lập tức đội mũ thực tế ảo lên, bấm vào icon chinh chiến online rồi đăng nhập vào game. Lúc này, Lục Vô và Bắc Ly đang chú ý số lượng tăng trưởng của người chơi trong server châu Âu nhờ vào sự ảnh hưởng từ đánh giá điểm tối đa cực cao ở server Trung Hoa cùng với lời tuyên truyền độ chân thực đạt tới trăm phần trăm trong quảng cáo của công ty 173, trò chơi này mới mở server chưa đầy một giờ đã có 200.000 lượt download. Vô số người chơi ồ ạt cù vào trong game, đồng thời bị thần khí trói chặt linh hồn. Vô, người được sắp đặt đã online rồi. Lúc này Bắc Ly bỗng nói. Nghe vậy, Lục Vô gật đầu, lộ ra vẻ mặt mong chờ, hy vọng cậu ta sẽ không để chúng ta phải thất vọng. Sau khi rây nhát vào game, cảm giác không trọng lực ngắn ngủi truyền tới, sau đó CJ mở đầu hiện lên. Trong hình ảnh, dưới sự dẫn dắt của mấy đại quỷ vương, mấy trăm vạn thiết kỵ màu đen xông về phía chàng trai đứng trên nóc phủ quân điện của thương hư. Cuộc chiến bùng nổ. Một người đối kháng trăm vạn, nhưng chàng trai lại xuyên suốt tự nhiên trong vạn quân như ma thần giáng thế, không ngừng chém giết kẻ địch. Sau khi hình ảnh CG kết thúc, đoạn văn bối cảnh hiện lên. Dưới sự cám dỗ của ích lợi, các bộ tộc ở khu vực thương hư đã phản bội. Tuy rằng tiên hư có khả năng thông thần, nhưng vẫn không thể chịu được trăm vạn đại quân tấn công không ngừng nghỉ. Cuối cùng tuy đã may mắn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại bị thương nặng, thực lực tổn hao rất lớn. Lúc này ngọn lửa báo thù đã bùng cháy, thân là người thừa kế của tiên hư, đã đến lúc gánh vác trọng trách chinh phục đại vực thương hư sau đó dòng chữ biến mất, trước mắt Trê Nhát hiện lên giao diện lựa chọn nhân vật. Xin hãy lựa chọn chức nghiệp của bạn, giả nhân, phù thủy tử linh, kỵ sĩ. Kiếp trước cậu ta chơi chức nghiệp giả nhân, tuy rằng DPS rất mạnh, nhưng bản thân lại vô cùng yếu ớt. Chẳng qua lần này Rê Nhát đã biết cách thu hoạch chức nghiệp truyền thừa rồi nên quyết định sẽ trở thành kỵ sĩ. Cậu ta lập tức vươn tay chạm vào hình ảnh kỵ sĩ đang trong trạng thái hóa đá. Thế là lớp đá trên người kỵ sĩ bị bóc ra, ngay sau đó ánh sáng lóe lên, một quần sáng hình bụi gai màu vàng chậm rãi lan rộng. Sau đó cậu ta cầm đại kiếm cắm xuống đất, tay phải đặt lên ngực trái, quỳ một chân xuống đất. Ta sẽ luôn ghi nhớ những phẩm chất tốt đẹp là khiêm tốn, vị tha, công bằng, vinh dự, hy sinh, anh dũng, trí tuệ, thành thật. Nguyện dân hiến linh hồn và sinh mệnh của ta để chiến đấu vì chính nghĩa máu của ta sẽ rơi trên chiến trường cùng với niềm vinh dự giờ phút này ta xin thề với thanh kiếm kỵ sĩ của ta rằng vĩnh viễn không phản bội chúc cho nó luôn luôn sắc bén trừ phi chủ nhân của nó khuất phục bằng không nó sẽ không bao giờ bị gãy nhìn kỵ sĩ quỳ một chân rây nhát không khỏi mỉm cười xác nhận tầm mắt của cậu ta lập tức chỉ còn lại bóng tối một lát sau thế giới của cậu ta mới hồi phục ánh sáng nơi sinh ra phía đông khu vực thương hư, khe long ẩn. Tên khu vực hiện lên trong tầm mắt, sau đó dần biến mất. Nhìn khe long ẩn mây mù lượng lờ, trây nhát dơ cao tay lên, hít sâu một hơi, thế giới mới, ta đã đến rồi. Hãy nên đón vị vua tương lai của các người đi. Sau đó cậu ta cười nhạo nhìn những người chơi khác đang ngây người vì độ chân thực siêu cao của trò chơi này, nhanh chóng chạy về khu vực trung tâm thôn xóm của Khe Long Ẩn. Nhưng vì số lượng người chơi quá khổng lồ nên cậu ta muốn đi về phía trước từ nơi sinh ra đều phải dựa vào chen chút mới được. Mất rất nhiều công sức mới đi tới giữa thôn xóm. Cậu ta nhìn chung quanh một vòng, tìm đến một căn nhà rồi mở cửa đi vào. Lúc này Thương Hư đang ngồi trong phòng ngẩn người ôm tiên khả. Thấy rê nhát bước vào, hắn ta ý thức được rằng người mà lục vô nói đã đến, thế là vội bỏ linh hồn tiên khả vào không gian cá nhân, sau đó đứng dậy, có chuyện gì không vậy? chàng trai trẻ. Tộc trưởng, ngài đã bị thương nặng, vậy thì nhiệm vụ đoạt lại thương hư nên đến lượt tôi gánh vác. Tôi muốn đi thảo phạt bọn quỷ vương quỷ tướng kia. Nghe vậy, thương hư không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta suy nghĩ lời thoại rồi nói, trê nhát, cậu đã trưởng thành rồi, nhưng thực lực của cậu còn lâu mới đạt tới mức có thể thu phục thương hư. Cậu đừng xúc động. Tộc trưởng, tôi biết thực lực của tôi rất yếu, cho nên tôi muốn hỏi ngài có cách gì để tăng thực lực không? Chỉ khi nào đủ mạnh thì mới có thể giành lại những thứ thuộc về chúng ta. Vẻ mặt kiên định của Ray Nhát khiến Thương Hư rất buồn cười, nhưng hắn ta vẫn kiềm chế. Khụ khụ. Cậu bé ngoan, ta cảm thấy vinh dự vì ngươi. Tuy rằng bây giờ ta đã mất phần lớn thực lực, nhưng ta biết một cách để tăng thực lực. Song chỉ có chiến binh cường đại thì mới có tư cách kế thừa loại truyền thừa này. Nếu ngươi có thể hoàn thành thí luyện của ta thì ta đồng ý tặng truyền thừa này cho ngươi. Lúc này, trong đầu rây nhát vang lên lời nhắc nhở của trò chơi, phát động nhiệm vụ thí luyện chức nghiệp truyền thừa, ám kỵ. Quả nhiên là có thể. Quả nhiên chỉ có người đầu tiên thề với thôn trưởng rằng sẽ giành lại lãnh địa thì mới có thể phát động chức nghiệp truyền thừa ẩn này. Trê nhát không khỏi lộ vẻ mừng như điên. Vâng. Mở nhiệm vụ, vòng thí luyện ám kỵ thứ nhất, chém giết 100 con du hồn và ba con cá sấu đầm lầy. Đi đi nào cậu bé, hãy hoàn thành nhiệm vụ đi. Chỉ khi nào đã trải qua mài dũa thì ngươi mới có thể trở nên mạnh hơn. Nghe vậy, Ray nhắc vội bày tỏ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó xoay người rời khỏi nhà thôn trưởng, vắt chân chạy như điên ra bên ngoài. Vừa chạy, cậu ta vừa nhớ lại bài viết mà người chơi cao cấp kia từng chia sẻ về truyền thừa. Trong bài viết có nói thí luyện ám kỵ tổng cộng chia làm 6 vòng nhiệm vụ. Ngoài vòng thứ nhất là chém giết quái vật ra thì phần sau còn có thí luyện tìm kiếm đồ vật các kiểu. Trê nhắc nhớ rất rõ quá trình của những nhiệm vụ đó. Đối với cậu ta mà nói, cái khó nhất ngược lại là vòng đầu tiên. Chung quy trong giai đoạn hiện giờ có quá nhiều người chơi nên rất khó để tìm được du hồn mà đến giai đoạn sau không ai thèm ngó ngàng tới. Cho nên cậu ta vội chạy ra ngoài thôn Cùng lúc đó, cậu ta chọn chức nghiệp kỵ sĩ làm chức nghiệp ban đầu là vì người chơi ám kỵ ở kiếp trước là một kỵ sĩ, cho nên để bảo đảm an toàn, phòng ngừa những tình huống không phải kỵ sĩ thì không thể phát động nhiệm vụ các kiểu. Trong giai đoạn trước, lực lượng của một người là rất có hạn, nhất là cá sấu đầm lầy trong nhiệm vụ vòng đầu tiên, một người thì căn bản là không thể solo với nó được. Cậu ta lập tức mở list nhiệm vụ ra gửi lời mời kết bạn cho Cờ. Sau khi kết bạn hai người hẹn nhau gặp mặt ở cửa thôn. Sau đó rây nhát lại triệu tập một đám người chơi gần đó. Cả đám bắt đầu đi tới đầm lầy long ẩn dưới sự dẫn dắt của cậu ta. Ba giờ sau, thấy cá sấu đầm lầy lại rơi vào cái bẫy mà rây nhát đã sắp đặt, mọi người lập tức nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Sao mày lại làm được điều đó vậy? Mày biết đặt bẫy từ khi nào? Hơn nữa còn biết phải làm gì để dụ dỗ cá sấu đầm lầy nữa chứ? Còn nữa, rốt cuộc thân pháp chiến đấu thành thạo của mày là sao vậy? Thấy rê nhát thay đổi hoàn toàn, ông bạn cờ cờ không nhịn được cất tiếng hỏi. Nghe vậy, rê nhát cười tự tin. Cậu ta sẽ không nói là vì trước kia mình quá gà, không tìm được đội ngũ nên mới học cách đặt bẫy đánh quái vật trên diễn đàn đâu. Đây là kinh nghiệm đạt được sau vô số lần thực tiễn đấy nhé. Còn thân pháp chiến đấu thành thạo theo lời của cờ cờ thì cậu ta cũng phải chơi suốt 2 năm mới luyện ra được. Sau đó, nhờ vào sự chỉ huy của Ray Nhát, cộng thêm DPS của đoàn đội, hiệu suất đánh quái của mấy người trở nên rất cao. Ray Nhát nhanh chóng trở thành người chơi cao cấp được cả đội ngũ công nhận. Thậm chí rất nhiều người hỏi cậu ta có muốn xây dựng công hội hay không, họ muốn đi theo cậu ta. Điều này khiến Ray Nhát vô cùng sảng khoái. Nghĩ tới mình trong quá khứ từng trà trộn ở tầng dưới chót, cậu ta bỗng có cảm giác như được sinh ra thêm lần nữa tôi có thể dạy cho mọi người cách chiến đấu bằng cạm bẫy cùng với bí quyết luyện tập thân pháp chiến đấu nhưng nếu đã học được thì phải đi dạy lại cho người khác dù sao thì đối thủ sau này của chúng ta rất đáng sợ mỗi người ở đó đều gần như bậc hách sức mạnh của một người chẳng là gì trong mắt họ cả quân tiên hư chúng ta nhất định phải phát triển toàn diện mới được còn chuyện xây dựng công hội thì khỏi đi nhưng trong khoảng thời gian này nếu muốn lập nhóm đi đánh quái thì vẫn ok nhìn vẻ mặt mong chờ của mọi người, trê nhát nói. Đối thủ mạnh. Quỷ vương quỷ tướng ở gần đây à, M cờ tò mò hỏi. Không, đối thủ còn khó nhằn hơn cả chúng cơ, cũng là thiên tai thứ tư giống chúng ta ở trận doanh quân Bắc Kỳ. Họ chính là quân đội được công nhận mạnh nhất trong tương lai, hơn nữa còn được xưng là server chuyên bậc hách đấy. Mày đang nói tới server Trung Hoa mở sớm hơn tụi mình 3 tháng hả, M cờ tò mò hỏi. Đúng thế, sao mày biết tao ở chung với mày cả ngày mà đâu có thấy trước kia mày từng chú ý tới trò chơi này đâu cờ cờ kinh ngạc tao nằm mơ thấy jay nhát vuốt tóc ra vẻ ngầu lòi rồi nói trong khi jay nhát đang cố gắng luyện le vờ thì lục vô và bắc ly cũng đã chú ý chặt chẽ tới cậu ta trong mắt jay nhát cậu ta được sống lại thêm lần nữa nhưng cậu ta không biết rằng mọi chuyện đều do lục vô và bắc kỳ sắp đặt trước khi server châu âu mở ra Lục Vô, Bắc Ly và Thương Hư đã bàn luận về vấn đề phát triển của server châu Âu. Trong đó có đánh giá ước lượng về thực lực giữa hai server. Không thể không nói, bất kể trên số lượng hay thực lực cá nhân thì hai server đều chênh lệch rất lớn. Cộng thêm mở server muộn hơn nên thực lực chẳng những sẽ không thu hẹp lại mà ngược lại sẽ càng ngày càng lớn. Để nâng cao tính cạnh tranh, ba người bắt đầu trao đổi nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, lục vô nhất định sẽ không làm giảm tình thế phát triển của người chơi server trong nước dẫu sao những người chơi càng mạnh thì hắn mới thu hoạch được càng nhiều vậy thì làm thế nào để nhanh chóng tăng cao năng lực tổng hợp của những người chơi server châu âu trở thành một vấn đề lớn cuối cùng bắc ly đưa ra một lời đề nghị đó chính là tạo ra một người chơi thâm niên có thể lôi kéo sự phát triển của cả server ý tưởng của bắc ly rất đơn giản đó chính là dựa vào lực lượng lục đạo luân hồi của thần khí để thu được một tia ký ức của người chơi trong tương lai rồi bỏ nó vào trong trí nhớ của một người chơi ở server châu Âu, tạo ra ảo giác là người đó đã sống lại một lần, mang theo ký ức của hai năm sau quay trở về hiện tại. Nhưng cho dù là điểm này thì cũng không dễ làm. Để đánh cấp được một đoạn ký ức trong tương lai này, lục vô tốn khoảng 5 triệu hồn tệ để thúc đẩy lực lượng lục đạo của thần khí vận chuyển, nhưng dù thế thì cũng chỉ thúc đẩy tới hai năm sau mà thôi. Lại đẩy lâu hơn nữa thì hồn tệ của hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Lần này đã triệt để vắt kiệt hắn, khiến số hồn tệ trên người hắn bây giờ còn chưa đủ một triệu. Đương nhiên, lựa chọn đánh cấp thiên cơ này cũng không thể làm bừa được. Họ cần tìm được một người sẵn lòng cống hiến cho sự phát triển của cả server. Nhưng vận chuyển lực lượng của lục đạo đã tiêu hao rất nhiều hồn tệ, thời gian thậm chí còn chưa đầy một giây. Ngoài khu vực server châu Âu trước đó đã tập trung thì hoàn toàn không có thời gian để Bắc Ly tìm kiếm người phù hợp. Nhưng không phải là không có cách giải quyết chuyện này. Bắc Ly đã tiến hành sửa chữa ký ức tương lai của Ray Nhác, đồng thời cài ý niệm server châu Âu nhất định phải vượt qua server Trung Hoa, đồng thời mở đoạn ký ức này ra trước khi mở server. Sau đó bảo Thương Hư tới châu Âu một chuyến để âm thầm đưa đoạn ký ức này vào cơ thể của Ray Nhác. Đây cũng là lý do mà Ray Nhát vốn chỉ quan tâm tới tiền lại có ước mơ vĩ đại là server châu Âu nhất định phải trỗi dậy, thậm chí sẵn lòng dạy cho những người chơi kỹ xảo chiến đấu. Nhưng có thể khẳng định rằng ký ức của Ray Nhát đều là thật. Có thể thấy được điểm này thông qua việc Lục Vô và Bắc Ly mới thiết lập Easter Egg thì đã bị tìm thấy ngay lập tức. Lục Vô cũng không thể cam đoan rằng con bương bướm này có thể thay đổi kết cấu trong tương lai của chinh chiến online hay không. Cậu ta là một quân cờ ngầm, ám kỳ, mà lục vô đã tiêu tốn 5 triệu hồn tệ để đổi lấy. Có thể phát huy tác dụng khổng lồ hay không, trong mắt lục vô thì chỉ có thể nói là cứ tràn đầy mong chờ là được. Còn chuyện thân phận người trùng sinh của hắn có thể bị nghi ngờ vì liên tục đưa ra những thứ mang tính kỹ thuật hay không thì lục vô không hề lo lắng chút nào. Bởi vì đây vốn là điều mà hắn muốn, không thì sao có thể kéo server châu Âu phát triển vượt bậc được chứ. Sau 9 giờ cố gắng, Nhờ có phương án giết quái vật hiệu suất cao của rây nhát mà nhiệm vụ thí luyện đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thừa dịp thời gian 12 giờ hạn chế còn chưa kết thúc, rây nhát lập tức tạm biệt đồng đội, lại chạy băng băng về thôn Long Ẩn, đến tìm thương hư để nộp nhiệm vụ vòng đầu tiên. Mấy vòng nhiệm vụ tiếp theo không chỉ đơn giản là giết quái mà bảo cậu ta đi tìm kiếm vật phẩm, cùng với trả lời những câu hỏi như quy tắc của kỵ sĩ vân vân. Rây Nhát đã chuẩn bị từ trước, nhờ vào ký ức trong đầu nên đều thu phục một cách thoải mái. Ở trong trò chơi giờ thứ 11, thông báo toàn server đầu tiên của khu vực châu Âu vang lên. Chúc mừng người chơi rây nhát đã thành công hoàn thành nhiệm vụ Easter Egg ẩn, nhận được chức nghiệp truyền thừa, ám kỵ. Trong lúc thân thể đang được số liệu hóa, từng đoạn tin tức hiện lên trong đầu cậu ta khiến cậu ta phấn khởi siết chặt nắm đấm. Trong trí nhớ của cậu ta, chức nghiệp truyền thừa là vật báo vô giá trong hai năm sau này tuy rằng có vô số người ra giá nhưng chưa từng có vụ mua bán nào thành công cả nhận được chức nghiệp truyền thừa cũng là ước mơ lớn nhất của rây nhát kiếp trước chẳng qua cậu ta không ngờ rằng ước mơ đó lại được thực hiện bằng cách này lúc này giao diện của ám kỵ hiện lên ám kỵ giới thiệu về chức nghiệp kỵ sĩ bóng đêm đến từ cõi âm phương tây giữ vững tín ngưỡng bóng tối tay cầm tử vong chi mâu muốn tuyên dương tính ngưỡng chết chóc trên đại vực thương hư. Sau này bị quỷ vương phân thủy và quỷ vương nhật ảnh hợp lực giết chết. Đặc tính của chức nghiệp, lan tỏa tử vong, tọa kỵ bóng đêm khí kèm theo, trường mâu, tử vong trường mâu, vũ khí kiểu trưởng thành, cần thợ rèn cao cấp chế tạo riêng. Kỹ năng ban đầu của chức nghiệp, kỵ sĩ bóng đêm, level 1, tọa kỵ bóng đêm, bị động, hắc ám xung kích, tử vong trịch thương, hắc ám quyết biết sĩ bóng đêm level 1, Bị động. Giới thiệu về kỹ năng, ám kỵ bị lực lượng bóng tối bao phủ có lực miễn dịch công kích 5% của tất cả các loại nguyên tố, lượng máu của bản thân càng thấp thì sát thương của công kích càng cao, hiệu quả đề cao bị ảnh hưởng bởi level của bản thân, tốc độ tăng ở giai đoạn trước rất chậm. Tọa kỵ bóng đêm, bị động. Giới thiệu về kỹ năng, tất cả tọa kỵ bị kỵ sĩ bóng đêm thu phục đều sẽ bị lan tỏa tử vong, được cộng 20% tất cả thuộc tính cũng có thể hồi sinh sau khi chết, mỗi lần hồi sinh bị giảm 10% thuộc tính, chỉ có thể hồi sinh nhiều nhất 5 lần. Hắc ám xung kích Năng lực của kỹ năng, thông qua phối với với tọa kỵ, ám kỵ sẽ phát động đột kích về phía trước để đẩy lùi kẻ địch từ 5, 30 mét, quy lực và hiệu quả của đẩy lùi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh, tốc độ, tổng hợp của bản thân và tọa kỵ, khi đụng vào mục tiêu không thể di động thì sát thương cộng 30%. Trong lúc xung kích, kẻ địch bị đụng trúng ở ven đường sẽ bị phán định thuộc tính lực lượng cùng bạn. Kẻ bị phán định thất bại sẽ bị văng ra. Thời gian cung đao, 30 phút vong trịch thương. Năng lực của kỹ năng, ngưng tụ một thanh mâu tử vong để ném về phía mục tiêu sẽ bùng nổ sát thương khổng lồ, đồng thời gây ra đi bấp chóng mặt, thời gian chóng mặt bị ảnh hưởng bởi thể chất của mục tiêu, trong trạng thái cưỡi tọa kỵ xông tới thì có thể tăng sát thương của kỹ năng này, bị ảnh hưởng bởi tốc độ thời gian cung đao, 20 phát ám quyết đấu, đặc thù riêng biệt. Giới thiệu về kỹ năng, sau khi ám kỵ đọc lời thề quyết đấu thì sẽ mở đấu trường bóng đêm. Trong quá trình này có thể chọn một người chơi làm mục tiêu thách đấu. Người được chọn sẽ bị kéo vào đấu trường bóng đêm để bắt đầu trận đấu một với một với bạn. Trong lúc quyết đấu, tất cả sát thương từ bên ngoài đều được miễn dịch. Nếu cuối cùng ám kỵ giành được thắng lợi thì thân thể của kẻ bại trận sẽ bị bắt giữ, thuộc tính giảm 50%, hiệu quả kỹ năng giảm 50%, biến thành nô lệ bóng đêm mặt cho ám kỵ sai khiến. Thời hạn 10 phút Chú thích về kỹ năng, kỹ năng này chỉ có thể dùng cho người chơi, không có tác dụng với quái vật thì gian cung đao, 32 giờ. Thấy mình rốt cuộc đã chuyển chức thành công, nhất là khi đọc bản thuộc tính của ám kỵ xong, rây nhát không khỏi cười phá lên. Cậu ta biết rõ sự cường đại của ám kỵ trước kia trong một trận chiến giữa hai server châu âu và mỹ vị người chơi cao cấp ám kỵ kia đã dám cử tọa kỵ xâm nhập vào trong quân đội server mỹ một mình sau đó chọn trúng một người phụ trợ tăng bất rất quan trọng đối với đội ngũ trực tiếp mở hắc ám quyết đấu để kích sát gã ngay trong vạn quân đến sau này hắn ta thậm chí còn dựa vào người chơi đã trở thành nô lệ bóng tối tăng bất cùng với năng lực miễn dịch nguyên tố của bản thân để khiên vô số kỹ năng mà chém giết mấy người chơi cao cấp của server mỹ cuối cùng mới bị giết về điểm hồi sinh. Năng lực phòng ngự của ám kỵ khiến tất cả các chức nghiệp đều phải nhức đầu, còn từng được người chơi bình chọn vào top 3 chức nghiệp phòng ngự tuyệt đối mạnh nhất của chinh chiến online. Kiếp này, danh hiệu kỵ sĩ mạnh nhất server châu Âu, ta muốn chắc rồi. Ta sẽ dẫn dắt server châu Âu bước lên huy hoàng. Trê nhát siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy phần khởi. Lúc này, lời nhắc nhở 12 giờ chơi game an toàn vang lên, sau đó cậu ta bị đá ra khỏi game. Trong giai đoạn phát triển trước của server châu Âu, bởi vì những hạng mục như tạo ra kiến trúc thôn long ẩn, sáng tạo một người chơi thâm niên vân vân, Nên lục vô tốn rất nhiều hồn tệ. Bây giờ lục vô lại tiến vào giai đoạn lúng túng chỉ còn chưa đủ một triệu hồn tệ. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới việc đưa hồn tệ của những người chơi vào trong thần khí, chờ khi nào họ cần dùng thì trả lại cho họ, Bản thân hắn thì trở thành ngân hàng tích trữ hồn tệ, chức năng giống như Alipay, vậy thì trong tay hắn sẽ có rất nhiều hồn tệ dùng cho bất cứ tình huống nào. Nhưng nếu làm thế thì sẽ có một tai họa ngầm rất lớn. Dù sao thì điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và ngân hàng hay là Alipay chính là hắn không thể tự sáng tạo ra hồn tệ, còn ngân hàng thì có thể dựa vào số tiền tích trữ cho vay để kiếm lấy tiền lời. Nếu Lục Vô muốn trở thành cơ cấu tiết kiệm thì số hồn tệ đã dùng sẽ không thể bù đắp lại, lỗ hổng sẽ chỉ càng ngày càng lớn mà thôi. Nếu một ngày nào đó người chơi bất kỳ gặp phải tình huống đột xuất, vô số người chơi bắt đầu tốn hồn tệ mua vật tư, trang bị vân vân. Trong thương thành, mà Lục Vô lại lấy số tiền đó đi làm kiến thiết, vậy thì hắn sẽ không thể chi ra đủ hồn tệ để tạo ra vật phẩm trong khu mà những người chơi đang cần. Cho nên để bảo đảm an toàn, hơn nữa càng cam đoan chinh chiến online có thể vận hành một cách lâu dài lục vô đương nhiên sẽ không làm chuyện sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này nhưng lục vô vẫn còn mấy vấn đề mấu chốt chưa giải quyết đó cũng là cơ hội quan trọng mà hắn sắp đặt để tăng tốc độ phát triển của người chơi server châu âu muốn giải quyết những việc quan trọng đó cũng tốn rất nhiều hồn tệ vậy thì kiếm hồn tệ ở đâu ra lại thành một vấn đề Tuy rằng người chơi server châu Âu cũng đã bắt đầu tạo ra hồn tệ. Nhưng vì mới bắt đầu thôi nên số lượng hồn tệ mà họ làm ra vẫn còn quá ít, không có tác dụng gì cả. Sau khi suy tính trước sau, Lục Vô và Bắc Ly bàn bạc với nhau rồi đưa mắt nhìn những người chơi nắm giữ số lượng lớn hồn tệ trong tay. Đúng lúc Tết Nguyên tiêu sắp đến, đã đến lúc nên gặt hái một đợt rồi. Gần nhất, phát triển trên biển trở thành trend mới trong trò chơi lực lượng hải quân của những người chơi càng ngày càng mạnh chiến hạm có năng lực đặc thù càng ngày càng nhiều thậm chí còn có mấy công hội đứng đầu trong những trò chơi khác chuyển tới chinh chiến online khiến cuộc tranh bá trở nên ngày càng kịch liệt và phấn khích hôm nay những người chơi vừa online đã phát hiện góc bên phải bắn ra nhắc nhở sự kiện thông báo về sự kiện náo nguyên tiêu cảm ơn những người chơi đã ủng hộ trò chơi từ trước tới nay trong ngày lễ nguyên tiêu trò chơi chúng tôi sẽ đưa ra sự kiện nguyên tiêu đặc biệt để đáp lại sự ủng hộ của các bạn. Sự kiện lần này chia làm bốn loại lớn, sự kiện thứ nhất, Gacha Nguyên Tiêu mô tả về sự kiện, trong lúc diễn ra sự kiện Nguyên Tiêu, thương thành trong game sẽ tăng thêm vòng quay Gacha. Mỗi lần tốn năm hồn tệ là có thể nhận được một cơ hội rút thưởng. Phần thưởng cụ thể như sau, bao gồm 120 loại phần thưởng như trang phục hiếm, trang bị vũ khí level 50 đủ mọi cấp bậc, linh tài cao cấp, một lượt học kỹ năng miễn phí trong tu luyện các, 100 hồn tệ, 1.000 hồn tệ, một chiếc tàu công hội. Thời gian diễn ra sự kiện, trong ngày 19 tháng 2 năm 2319 sự kiện thứ hai, bánh trôi may mắn mô tả về sự kiện, trong quá trình diễn ra sự kiện nguyên tiêu, giết chết bất cứ quái vật nào cũng có tỷ lệ rơi nguyên liệu nấu ăn ghép thành bánh trôi. Các loại nguyên liệu có thể ghép thành các loại bánh trôi khác nhau. Phẩm chất của bánh trôi càng cao thì sau khi dùng sẽ nhận được phần thưởng càng lớn các loại bánh trôi may mắn, bánh trôi nhân vừng đen, phẩm chất 1. Nguyên liệu cần có, vừng đen, nhân đậu phộng, nhân ốc chóng trôi nhân ngũ vị, phẩm chất 2. Nguyên liệu cần có, nhân hạt dưa, nhân vừng, nhân hạt thông, nhân hạnh, nhân hồ đoành trôi nhân sen thơm, phẩm chất 2. Nhắc nhở về sự kiện, trong lúc diễn ra sự kiện bánh trôi may mắn, số lượng nguyên liệu nấu ăn mà quái vật có thể rơi ra tổng cộng 100 loại. Ngoài thực đơn phối hợp mà nhà phát hành đề cử, người chơi còn có thể thử tự phối hợp nguyên liệu, có tỷ lệ nhận được bánh trôi đặc sắc phẩm chất cực cao. Thời gian diễn ra sự kiện, trong ngày 18 tháng 2 năm 2319 sự kiện thứ ba giải đố tìm đèn mô tả về sự kiện, trong lúc diễn ra sự kiện, những người chơi đăng nhập vào game đều nhận được một túi gấm đố đèn. Sau khi sự kiện này bắt đầu, bạn mở túi cấm ra thì sẽ nhận được một câu đố về nơi đặt đèn lồng nguyên tiêu của riêng bạn. Người chơi nào giải câu đố và tìm được đèn lồng nguyên tiêu của mình thì sẽ nhận được phần thưởng hồn tệ, thời gian càng nhanh thì số lượng hồn tệ nhận được lại càng nhiều. Nhắc nhở về sự kiện, trong sự kiện này đưa ra bảng xếp hạng thời gian. Tốt, 100 người chơi giải được câu đố và tìm thấy đèn lồng nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng danh hiệu đặc thù. Thời gian diễn ra sự kiện, từ 8 giờ đến 12 giờ tối Tết Nguyên Tiệu kiện thứ tư, hội đấu giá Nguyên Tiêu, sự kiện này sẽ được tiến hành cùng lúc trên cả server châu Âu và trong nước. Mô tả về sự kiện, sau khi sự kiện này diễn ra, tất cả người chơi đều có thể tham dự, thời hạn 1 giờ. Trong buổi đấu giá này sẽ bán đấu giá nhiệm vụ thí luyện của chức nghiệp ẩn, ma nhân, chức nghiệp ẩn cấp thấp, thấp. Chú thích về sự kiện, đơn vị tiền ra giá trong sự kiện này chỉ giới hạn trong hồn tệ sau khi bán đấu giá thành công thì sẽ nhận được quyển trục thí luyện, ma nhân. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trong thời gian quy định sau khi dùng thì sẽ bị coi là nhiệm vụ thất bại, chức nghiệp ẩn này sẽ biến mất. Hoặc nhìn sự kiện nguyên tiêu lần này như là lục vô tặng phúc lợi cho những người chơi. Trên thực tế hành vi của lục vô cũng giống như rất nhiều trò chơi trong giai đoạn hiện giờ, chỉ truyền đạt lại cho những người chơi một tin tức mà nôi. Nên nạp tiền đi, để kế hoạch ở server châu Âu có thể triển khai nhanh chóng, lục vô chuẩn bị thu gặp một đợt trong dịp nguyên tiêu này. Phần thưởng chức nghiệp ẩn ba nhân trong sự kiện nguyên tiêu cuối cùng lần này chính là một quỷ tướng ở tầng chót trong hoáng linh điện. Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, nếu không phải lục vô thật sự thiếu hồn tệ thì hắn mới không nỡ bán nó đâu. Đương nhiên, hắn chỉ bán thí luyện chứ không biểu thị mua được thì nhất định sẽ nhận được. Đây cũng là vì Lục Vô muốn những người chơi biết sự quý giá của chức nghiệp ẩn và chức nghiệp truyền thừa. Cùng lúc đó, những người chơi cũng đang bắt đầu bàn tán xôn xao về sự kiện nguyên tiêu lần này. Tịch Mịch vô địch, xem ra lại nên mua thêm một đợt hồn tệ nữa rồi. Tuy rằng ma nhân chắc chắn kém xa truyền thừa của tôi, nhưng nếu mua được nó thì có thể cho thành viên trong công hội dùng, tăng thực lực của công hội, một con chó săn trả lời Tịch Mịch vô địch, đại ca. Đại ca lăng qua lăng lại làm mặt dễ thương xin được ma nhân em không muốn làm chó nữa đâu ánh mắt mong chờ tịch mịch vô địch từ chối chú mày là bảo bối mà ma nhân này vừa thấy đã biết là không có năng lực chữa trị rồi hơn nữa thua xa bạch mị của chú cúng à anh khuyên chú nên lương thiện đừng có những suy nghĩ không thực tế nữa mặt lạnh như tiền một con chó săn trả lời tịch mịch vô địch áo tức quá mặt cá sống không còn gì luyến tiếc nữa. Zipperg Xin cậu bé bút chì trả lời một con chó săn, theo thường lệ cười sờ đầu chó. Cúng ngốc sống trong phút mà không biết phút. Truyền thừa của chú bao nhiêu người muốn còn chẳng được nữa là. Một con chó săn trả lời xin cậu bé bút chì, khi mày lộ ra thân phận thật thì cũng là lúc mày phải chết rồi đấy. Ánh mắt hung ác. Tinh thần vũ trụ, Âu cực thích trò chơi này, thể nghiệm cực kỳ tuyệt vời qua diễn đàn server Trung Hoa đi dạo cho quen mặt, đồng thời cũng muốn nói một câu, ma nhân trong sự kiện lần này ngon đấy. Sliến Minh Gung lây, Âu Tại sao sự kiện nguyên tiêu ở server Trung Hoa có bốn mà server châu Âu bọn tôi chỉ có một cái cuối cùng vậy? Tôi muốn kháng nghị, xin cậu bé bút chì trả lời chiến minh Gung lây, bởi vì nguyên tiêu là ngày lễ của server Trung Hoa mà, chàng trai trẻ vẫn chưa ngộ đạo lắm đâu. Cười ha ha. Trê nhát, âu quả nhiên giai đoạn trước server trung hoa chiếm đủ loại ưu thế server châu âu phát triển thật sự khiến tôi nhọc hết cả lòng nhưng chúng tôi sẽ thắng thôi cười toe toét bởi vì sự kiện nguyên tiêu bất bình đẳng nên rất nhiều người chơi server châu âu nhận được tin tức đều lũ lượt kéo nhau vào diễn đàn trang chủ bắt đầu kháng nghị muốn nhà phát hành giải thích lục vô thật sự là không có gì phát biểu về điều này hiện giờ người chơi ở server trong nước là bá chủ thế lực một phía ở bắc kỳ chiếm cứ ba khu vực lớn là minh phủ lưu ly và nơi mai Tán, địa vị ngang hàng với những quỷ vương khác muốn quẩy như thế nào ở bắc kỳ mà chẳng được nhưng những người chơi ở server châu âu vẫn còn đang co đầu rút cổ trong một góc của khu long ẩn ở đại vực thương hư với thực lực của người chơi server châu âu trong giai đoạn hiện giờ thì ra ngoài cũng chỉ còn nước bị đánh thôi căn bản là không thể triển khai sự kiện trong phạm vi lớn được Điều này cũng không thể trách lục vô. Châu Âu, Hoa Đô, Pháp. Một thiếu niên chậm rãi tháo mũ thực tế ảo xuống, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ không cam lòng. Suýt nữa thì cậu ta có thể giết chết cá sấu đầm lầy để lên level rồi. Nhưng đúng vào lúc mấu chốt này mà lại vì hạn chế 12 giờ chơi game mà bị đá ra khỏi trò chơi, thế này thì khó chịu quá rồi. Tên cậu ta là Lý Tinh, một hoa kiều, cha mẹ đều là người Long Quốc bởi vì làm ăn nên định cư ở nước Pháp, cậu ta cũng được sinh ra ở đây. Bình thường Lý Tinh không có bạn bè, hoàn toàn đắm chìm trong game online, là thiếu niên trẻ trâu lập dị trong mắt các bạn học. Lý Tinh rất hay chú ý tới việc phát hành trò chơi mới trên quốc tế nên đã sớm tràn đầy mong chờ với trò chơi được xưng là độ chân thật trăm phần trăm này. Lần này server châu Âu vừa chính thức mở ra, cậu ta đã quyết đoán đao loát để thể nghiệm thử xem sau đó cậu ta đã hoàn toàn bị trò chơi này bắt giữ, trở thành một người chơi trung thành. Nhưng hạn chế 12 giờ chơi game an toàn của chinh chiến online khiến cậu ta rất nhức đầu. Cậu ta đã phản hồi, kháng nghị trên diễn đàn trang chủ nhiều lần, nhưng nhà phát hành thậm chí không thèm đáp lời cậu ta, kiêu ngạo đến mức khó tin. Điều này khiến Lý Tinh tức giận tới mức tính xóa game đi. Nhưng xóa chưa được nửa giờ thì cậu ta vẫn tải về. Bởi vì sau khi chơi chinh chiến online rồi lại đi chơi những trò game online động tác cứng đơ, cảnh tượng giả dối kia thì căn bản là không thể nuốt trôi được. Chỉ có thể nói là thật thơm, lúc này, Lý Tinh ngẩng đầu nhìn cabin game Gader đặt bên cạnh, không nhịn được giơ chân đạp một phát. Muốn mày có tác dụng gì? Lý Tinh càng nghĩ càng tức giận. Cậu ta lập tức móc di động ra gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng sau khi mua cabin game Gader. Sau một đợt kể khổ, Lý Tinh vẫn nhận được lời hồi đáp như cũ. Vấn đề không nằm ở cabin game mà là trò chơi không tương tích với cabin. Họ không thể giải quyết vấn đề này được, nhưng họ đang cố gắng bàn bạc với công ty chinh chiến online để giải quyết nó. Lý Tinh tức giận, lập tức mở di động ra xem cabin game mà mình mua từ công ty biển đen đã tới nơi chưa. Đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển, đã tới hoa đô. Shipper XXX đang đưa hàng. Thấy cabin game đã tới hoa đô, Lý Tinh không khỏi phấn khởi. Cậu ta đã mong chờ cabin của công ty biển đen mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đưa hàng tới nơi, có thể giải quyết vấn đề 12 giờ rồi. Điên đông. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Lý Tinh không khỏi vui vẻ, tưởng là chuyển phát nhanh đưa tới nên vội chạy ra mở cửa. Xin chào. Cabin game của bạn đã tới, xin hãy kiểm tra và nhận hàng, người thanh niên đưa chuyển phát nhanh đè nón xuống, sau đó đưa iPad cho Lý Tinh. Lý Tinh phấn khởi gật đầu, sau đó in vân tay lên màn hình. Có cần tôi đưa vào không? Lúc này anh chàng chuyển phát nhanh nói. Có, đưa vào giúp tôi đi. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tinh, anh chàng chuyển phát nhanh kia khiên cabin game khổng lồ lên một cách thoải mái rồi đi vào nhà. Sau khoảng 5 phút cài đặt trang bị xong, chàng trai mới tạm biệt rời đi. Nhìn cabin game có lớp vỏ kim loại đen bên ngoài, Lý Tinh rất là kích động, vội vàng mở cabin ra rồi chui vào. Đúng như suy nghĩ của cậu ta, cabin game của công ty Biển Đen tương thích hoàn hảo với chinh chiến online, cài đặt rất là thuận lợi. Điều này khiến Lý Tinh nảy sinh ý định trả hàng cho Gider, dù sao thì cũng là một khoản tiền mà. Sau khi cabin bắt đầu khởi động, Lý Tinh bỗng cảm thấy đầu mình đau đớn, một giọng nói vang lên. Chúc mừng vật chủ đã được kết nối với hệ thống đứa con của vận mệnh trong thế giới trò chơi trôi nổi giữa đa vũ trụ. Đang kiểm tra tình hình của vật chủ. Vật chủ là Lý Tinh. Xin chúc mừng vật chủ sắp mở ra con đường cuộc khởi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống ban hành thì ngài chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ trong trò chơi chinh chiến online. Nhắc nhở quy tắc một của hệ thống, không thể báo cho bất cứ kẻ nào biết về sự tồn tại của hệ thống, Bằng không sẽ thi hành xóa bỏ vật chủ. Nhắc nhở quy tắc 2 của hệ thống, hệ thống chỉ giới hạn trong việc giúp đỡ vật chủ trở thành cường giả trong game chứ không giúp đỡ vật chủ quấy nhiễu hiện thực. Nhắc nhở quy tắc 3 của hệ thống. Hình ảnh trò chơi vẫn chưa hiện lên trước mắt, nhưng lại có một giọng nói không biết ở đâu vang lên trong đầu khiến Lý Tinh ngây ra. Cậu ta lập tức mở cabin game chui ra ngoài. Quan sát cabin game một lát, cậu ta lấy di động ra gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty biển đen. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý Tinh lập tức nói rõ tình huống. Nhưng bên chăm sóc khách hàng của biển đen lại nói Lý Tinh chờ một lát, họ đang kiểm tra đơn đặt hàng của cậu ta. Một lát sau. Xin chào anh Lý, trải qua kiểm tra của chúng tôi, cabin game của anh vẫn còn đang trong quá trình vận chuyển chứ chưa đưa tới. Hãy liên lạc với shipper qua số điện thoại XXX Lý Tinh cúp điện thoại, đứng ngay ra tại chỗ. Rõ ràng cabin game đã đưa đến rồi mà, tại sao vẫn biểu hiện là còn đang trên đường vận chuyển? Thế cái cabin game này là sao? Xin chào vật chủ. Lúc này giọng nói trong đầu lại vang lên khiến Lý Tinh giật nảy cả mình. Giọng nói đó tồn tại trong đầu mình. Mình thật sự bị hệ thống ký sinh rồi sao? Bình thường cậu ta cũng hay đọc tiểu thuyết nên đương nhiên biết điều này đồng nghĩa với cái gì hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu ta không kịp đề phòng. Chẳng lẽ mình là nhân vật chính của thế giới này, Đinh Đông, lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Xin chào, chuyển phát nhanh của anh đã tới rồi đây, phiền anh đi ra ký tên và nhận hàng, tiếng nói truyền tới từ ngoài cửa. Trong lúc Lý Tinh bị hệ thống cột lại, cho rằng mình là đứa con của vận mệnh mà phấn khởi tới mức quơ tay quơ chân thì Lục Vô và Bắc Ly đang âm thầm quan sát cậu ta đã triệt để cười nắc nẻ. Hệ thống mà Lý Tinh nhận được đương nhiên là do Bắc Ly tạo ra. Tác dụng của hệ thống này chính là khiến Lý Tinh chỉ dẫn người chơi server châu Âu tăng thực lực theo phương hướng mà Lục Vô đã thiết lập sẵn. Còn cậu ta thì tương đương với người phát ngôn mà Lục Vô đặt ở server châu Âu. Chung quy nguyên tắc của Lục Vô chính là không đích thân xuất hiện. Nhưng tuy rằng cậu ta là người phát ngôn của Lục Vô, nhưng Lục Vô lại ném cậu ta cho Thương Hư quản lý, cũng cho cậu ta một phần quyền hạn. Dù sao thì hắn chủ yếu tập trung quản lý người chơi ở server trong nước chứ không hơi đâu mà lại đi quản lý bên đó nữa. Hệ thống mà Bắc Ly tạo ra cũng không mạnh như trong tưởng tượng của Lý Tinh. Lúc mới xuất hiện, hệ thống đã nói rõ điểm này, không can thiệp vào hiện thực mà chỉ giúp cậu ta trưởng thành trong trò chơi thôi. Lý Tinh muốn nhận được lợi ích từ hệ thống cũng không dễ dàng. Bởi vì trình độ mở khóa của hệ thống có liên quan tới độ tăng thực lực tổng thể của người chơi server châu Âu. Lý Do Lục vô chọn Lý Tinh làm người trói buộc với hệ thống là vì trong giai đoạn hiện giờ, cậu ta là người chơi có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong số tất cả người chơi ở server châu Âu, ngoài rê nhát. Trở thành người có năng lực tổng hợp đứng đầu trong số hàng triệu người chơi server châu Âu trong giai đoạn hiện giờ cũng không đơn giản chút nào. Cậu ta là người chơi cao cấp thực sự theo đúng nghĩa, mới mở server 3 ngày đã có thể solo với cá sấu đầm lầy. Bồi dưỡng một người chơi siêu cấp có thể gánh vác một phía Dẫn dắt server châu Âu cuột khởi cũng là một trong lý do mà Lục Vô lựa chọn cậu ta. Một lý do khác chính là tuy rằng trong hiện thực, Lý Tinh là một trạch nam. Nhưng sau khi điều tra, Lục Vô và Bắc Ly phát hiện cậu ta vẫn là hội trưởng của công hội Zero mạnh nhất trong trò chơi Storm Legend. Có người chơi cao cấp như vậy, cộng thêm ngón tay vàng mà Lục Vô cho cậu ta, tin rằng Lý Tinh sẽ phát huy tác dụng lớn lao trong việc làm tăng thực lực tổng thể của người chơi server châu Âu vô, thế tới lúc mở server châu Á, server Mỹ thì sao? Cũng sáng tạo ra người trùng sinh, người có hệ thống hả? Hay là đổi thành những thiết lập khác như là cụ già các thứ, bác Ly tò mò hỏi. Nghe vậy, lục vô cười với vẻ thần bí, em không cảm thấy làm thế rất thú vị à? bắc Ly trợn trắng mắt, anh làm đến mức họ thật sự sắp tin rằng mình là đứa con của vận mệnh trong thế giới này rồi. Ha ha ha, Em cứ sắp đặt cho họ theo lời nói của anh là được. Cái gọi là đứa con của vận mệnh, trong mắt Lục Vô cũng chỉ là nông dân trồng rau hẻ giúp hắn mà thôi. Thân là người đứng sau màn, hắn chỉ cần vui vẻ thôi là được. Sau một trận hoang hô, Lý Tinh hít sâu một hơi, đi tới mở cửa ra. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lý Tinh, anh chàng chuyển phát nhanh không khỏi kinh ngạc. Xin chào anh Lý. Đây là cabin game của anh, xin hãy ký và nhận hàng. Lý Tinh gật đầu, ấn vân tay xuống rồi ra hiệu cho anh chàng chuyển phát nhanh đưa cabin game vào nhà giúp mình. Lần này không xuất hiện tình huống khiên cabin game một mình. Anh chàng chuyển phát nhanh kia gọi nhân viên khuân vác trong xe xuống rồi cùng hợp sức mới đưa cabin game vào phòng của Lý Tinh được. Lần này anh chàng chuyển phát nhanh cũng không giúp cậu ta cài đặt cabin game. Dù sao họ cũng không có nghĩa vụ phải làm việc này. Cuối cùng Lý Tinh vẫn phải ra tay thì mới trang bị xong xuôi. Nhìn ba cabin game trong phòng, Lý Tinh không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Một cái không thể tương thích với game, một cái là xác không mà hệ thống ràng buộc ký sinh, căn bản không thể vào game được. Chỉ có cái mới nhất này mới là cabin game thực sự có thể dùng. Lý Tinh ấp ủ tâm trạng kích động chui vào cabin, sau đó khởi động trò chơi. Khung cảnh tối sầm, sau đó nhanh chóng hiện lên rõ ràng. Cậu ta xuất hiện ở khu vực đầm lầy long ẩn mà lúc trước mới đăng xuất nhìn con cá sấu đầm lầy đã sớm biến mất, cậu ta không khỏi thở dài. Cậu ta tốn mấy giờ mới mài cho con cá sấu đó chỉ còn một tia máu, cứ thế chạy mất rồi. Cậu ta thật sự là không cam lòng. Lúc này, giao diện hệ thống bỗng hiện lên trước mặt cậu ta. Hệ thống đứa con của vận mệnh trong thế giới trò chơi giữa đa vũ trụ, giai đoạn 1 không phần 500. Năng lực 1, thăm dò quái vật level 1, có thể tra xét tung tích của quái vật trong vòng trăm mét. Năng lực 2 Sẽ được mở ra sau khi hệ thống nâng cấp. Trong lúc giao diện hiện lên, giọng nói của hệ thống cũng đồng thời xuất hiện. Tiên Vật chủ đã đăng nhập vào game, phát động đợt nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống, công hội cuộc khởi, con đường của cường giả, bá chủ vượt server. Công hội cuộc khởi, nhiệm vụ sơ cấp. Mô tả nhiệm vụ, thành lập công hội thuộc về bạn, đồng thời mở rộng thành viên công hội tới 500 người thưởng nhiệm vụ, manh mối về chuyển chức chức nghiệp truyền thừa, 30 điểm nâng cấp hệ thống côn đường của cường giả, nhiệm vụ sơ cấp. Mô tả nhiệm vụ, lọt vào tốt, 100 trên bảng xếp hạng level, đồng thời giữ vững 10 ngày hoàn thành, đã đạt tới hạng 2 trên bảng xếp hạng level, thời gian giữ vững 1 phần 10 ngày thưởng nhiệm vụ, một tấm bản đồ phân bố linh tài ở khu Long Ẩn, 20 điểm nâng cấp hệ thống chủ vượt server, nhiệm vụ cấp truyền thuyết. Mô tả nhiệm vụ, dẫn dắt server châu Âu trở thành server hạng nhất trong trận chiến vượt server vân thưởng nhiệm vụ, 1 triệu hồn tệ, 150.000 điểm nâng cấp hệ thống thiết giao diện hệ thống, Lý Tinh không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức lộ vẻ vui mừng. Cậu ta không ngờ rằng hệ thống lại có thể giúp mình nhận được manh mối về nhiệm vụ truyền thừa. Cậu ta biết rõ giá trị của nhiệm vụ truyền thừa. Thân là game thủ chuyên nghiệp, cậu ta đã nghiên cứu kỹ càng về trò chơi này trước khi server châu Âu được mở ra. Trong giai đoạn hiện giờ của trò chơi, thứ có giá trị cao nhất chính là chức nghiệp truyền thừa. Thứ này hoàn toàn là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua được. Cậu ta đã từng thấy có một đại gia trên diễn đàn server Trung Hoa ra giá 30 triệu để mua một chức nghiệp truyền thừa, nhưng dù vậy vẫn không ai bán cả, có thể thấy nó quý giá tới mức nào. Đến khi thấy nhiệm vụ cấp truyền thuyết cuối cùng thì Lý Tinh vô cùng giật mình. Một triệu hồn tệ. Nó có nghĩa là gì? Hiện giờ số lượng hồn tệ đã mua bán ở sở giao dịch hồn tệ của server châu Âu là vô cùng cao, giá trị của hồn tệ bị tăng lên liên tục. Ngoài những kẻ cố ý ít giá cao thái quá ra thì những hồn tệ có giá bình thường, thậm chí là hơi cao một chút đều bị người chơi nạp tiền càng quét sạch sẽ đến mức có tiền cũng không mua được. Tỷ lệ đối hoái bình thường ở server châu Âu là năm 500, vậy thì 1 triệu hồn tệ tương đương với 500 triệu. Con số này khiến Lý Tinh hít sâu một hơi, thật sự là quá hấp dẫn rồi. Nhưng Lý Tinh không biết đây chính là một trong những miếng mồi mà lục vô tung ra để cậu ta có thể phấn đấu kiến thiết server châu Âu. Còn chuyện server châu Âu có thể giành được hạng nhất trong cuộc chiến vượt server hay không thì lục vô không hề lo lắng. Bởi vì hắn rất có lòng tin với quân Bắc Kỳ ở server trong nước. Lại nói, cho dù bọn họ thật sự dẫn dắt server châu Âu phản kích lại server trong nước thì lục vô có cho khoản tiền này cũng chẳng sao bởi vì một triệu hồn tệ đó hoàn toàn không thể so sánh với số lượng hồn tệ mà hắn sẽ nhận được. 12 giờ đêm, sự kiện Tết Nguyên Tiêu chính thức bắt đầu trên chinh chiến online. Trong sự mong chờ của những người chơi, Gacha may mắn đã xuất hiện trong thương thành. Đây là lần đầu tiên sự kiện thuộc loại rút thăm trúng thưởng xuất hiện trong game. Trên cơ bản tất cả người chơi đều nóng lòng muốn thử, không nhịn được mở thương thành bỏ hồn tệ vào đó, bắt đầu tiếp nhận vận mệnh thẩm phán. Lúc này, trước cửa phòng rèn của Đồng Quải, một đám người chơi đang ngồi thành hình tròn, tay còn cầm một bộ bài. Trong đó kích động nhất chính là Đồng Quải. Đêm nay nó đã thua mười mấy ván rồi. Nếu tiếp tục thua nữa thì ngay cả quần đùi cũng không còn mà mặc. Số hồng tệ kiếm được nhờ việc rèn trang bị cũng đã bị nó đánh bài thua hết sạch rồi. Giờ đây ván bài này chính là mấu chốt quyết định sự sống còn của nó. Một con ba, diệp thần nhìn lá bài trong tay rồi ném quân ba ra vương tạc thấy diệp thần ra bài đồng quải xốc áo lên ném hai quân bài một cách khí phách không có bài ra hết đúng không đồng quải đắc ý nhìn lướt qua mọi người thấy tất cả mọi người đều im lặng nó rút cuộc ném quân ba ra ha 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 thấy ngu hết chưa tụi bay tưởng rằng bay vẫn có thể thắng bản đại gia hả nào 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 đưa tiền hết đây lần đầu tiên thắng tiền đồng quải không khỏi sung sướng. Nhận hồn tệ xong, nó không nhịn được lấy rượu một linh treo bên eo ra uống mấy ngụm lớn. Tới tới tới, tiếp đi, hôm nay đồng quải đại gia không hành cho bay khóc lóc thì ta sẽ viết ngược tên mình. Nghe vậy, đám diệp thần không khỏi xấu hổ. Họ đã không nhớ rõ trong khoảng thời gian này đồng quải đã viết ngược tên bao nhiêu lần rồi. Không được không được. Sự kiện sắp bắt đầu rồi. Để dành hồn tệ mà quay ra cha đi, lát nữa còn phải đi hợp thành bánh trôi nữa hôm nay cứ thế đi đúng 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 sự kiện nguyên tiêu bắt đầu rồi hôm nay kết thúc tại đây thôi giải tán đê thấy những người chơi đều đứng dậy bắt đầu rời đi đồng quải ngay ra tại chỗ vất vả lắm mới thắng họ được một lần thế mà họ lại chạy à lúc này trong lòng đồng quải tràn ngập không cam lòng cùng với chưa đã ghiền cái da cha vớ vẫn gì thế thật sự chơi vui đến thế sao? Nghĩ đến đây, đồng quải nhặt quần áo lên, xoay người đi vào nhà. Sau khi nằm lên giường, đồng quải không nhịn được cũng mở giao diện thương thành ra, muốn xem thử cái gọi là gacha may mắn rốt cuộc là thứ gì, có vui bằng đánh bài không? Năm hồn tệ một lần quay, thế giới thiệu vắng tắt trên gacha, đồng quải liếc nhìn 1038 hồn tệ còn lại của mình, suy nghĩ một lát rồi quyết định chơi một lần thế là nó tiêu năm hồn tệ đổi một lần rút thưởng. Khi đồng quải bấm nào nút, bắt đầu, ở chính giữa vòng xoay thì nó nhanh chóng quay tròn, hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Khoảng chừng 3 giây sau, tốc độ quay tròn của gacha may mắn dần chậm lại, kim đồng hồ bắt đầu hiện lên, chỉ vào chữ, không có. Thấy vậy, đồng quải không nhịn được thở dài, thầm nghĩ quả là không đáng tin, sao có thể tặng hồn tệ cho người chơi một cách vô duyên vô cớ được chứ. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng bạn đã trúng giải thưởng 500 hồn tệ. Lời nhắc nhở này khiến đồng quải vốn đã bỏ cuộc phải mở to mắt. Thật sự có thể trúng thưởng hả? Đùa nhau à, đồng quải rất là khó hiểu, không khỏi lại mua thêm một lần rút thưởng rồi bấm vào bắt đầu. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng bạn đã trúng giải thưởng 300 hồn tệ. Lại trúng thưởng thêm lần nữa khiến đầu óc đồng quải choáng váng. Mới chơi có hai phát mà đã trúng 800 rồi, Thế này thì có thể mua được biết bao nhiêu rượu ngon của một linh tộc đây. Bị cám dỗ bởi phần thưởng, lần này đồng quải mua 20 lần rút thăm cùng một lúc, bắt đầu quay đĩa liên tục. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng bạn đã trúng một hồn tệ. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng bạn đã trúng một món vũ khí level 10, màu trắng. Trò chơi nhắc nhở, thật tiếc, lần này bạn vẫn chưa trúng thưởng. Lời nhắc nhở vang lên liên tục khiến đồng quải ngây ngẩn cả người. Sau đó nó nhảy cẩn lên, đôi mắt đỏ ngầu ném quần áo lên giường, bản đại gia không tin là không thể làm gì được mày. Máu cờ bạc nổi lên. Lần này đồng quải mua liên tục 100 lần rút thăm, nghĩ rằng chỉ cần rút trúng một lần thôi là hồi vốn rồi, trúng hai lần thì lời to, còn đống vũ khí linh tinh kia thì nó cũng có thể bán rẻ lại cho người khác, tóm lại sẽ không lỗ là được. Trò chơi nhắc nhở, thật tiếc, lần này bạn vẫn chưa trúng thưởng. Trò chơi nhắc nhở Chúc mừng bạn đã trúng một món phòng hộ level 1 màu trắng. Sau 100 lần rút thăm này, sắc mặt đồng quải tái mét. Ngoài phần thưởng cao nhất là 30 hồn tệ ra thì những thứ khác đều là một đống đồng nát, căn bản không đáng mấy hồn tệ. Đối mặt với tình huống này, trong lòng đồng quải tràn đầy hối hận. Tại sao lại không biết đủ mà thu tay lại? Rõ ràng là con mèo đứng sau màn kia tung chiêu này ra để lừa gạt người khác mà sao mình cũng bị dính trưởng chứ, nhưng vừa hối hận, đồng quải lại vừa mua thêm 100 lần rút thăm nữa. Lần này nó nghĩ chỉ cần trúng thêm một lần nữa thôi rồi sẽ không rút nữa, chỉ cần kiếm lại số tiền đã thắng lúc ban đầu thôi, nó không tham lam đâu. Ấp ủ suy nghĩ này, đồng quải lại bắt đầu thừa nhận vận mệnh phán xét. Mười phút sau, đồng quải lão đảo ngã ngửa trên giường. Cái vòng quay mắt dịch này, sao có thể lừa con người ta như vậy chứ, Lần này nó chẳng những thua hết số tiền vừa mới thắng được mà còn bù đắp vào không ít. Nhưng nếu dừng tay ngay lúc này thì đồng quải vẫn không cam lòng. Đây là số hồng tệ mà nó vất vả rèn trang bị mỗi ngày mới kiếm được, thế là lần này đồng quải đổi mục tiêu khác, nghĩ rằng chỉ cần kiếm lại được tiền vốn thì nhất định sẽ không đụng vào ba đồ gacha rác rưởi này nữa đâu. Nhìn 800 hồng tệ còn lại, đồng quải không khỏi đau lòng. Nó suy nghĩ một lát, không rút liên tục một trăm lần nữa mà chọn rút thăm một lần. Khoảng chừng 10 phút sau, nhìn 400 hồn tệ còn lại cùng với một đống đồng nát chất trong kho hàng, đồng quải khóc không ra nước mắt. Thế này thì khiến con người ta khó chịu quá rồi. Đều đã đến nước này rồi thì còn có thể làm sao được nữa đây? Liều mạng một lần. Hoặc là thắng kiếm lại vốn, hoặc là hai bàn tay trắng, thế là đồng quải lại bắt đầu chờ vận mệnh thẩm phán lần này vòng quay quả là không khiến nó thất vọng, vắt kiệt số hồn tệ cuối cùng của nó, khiến nó thành công trắng tay. Sau khi rút thăm xong, đồng quải đờ đẫn nằm trên giường, trong lòng tràn đầy hối hận. Sao tự nhiên mình lại ăn no rửng mở đụng vào ba đồ gacha này chứ? Mình là thằng ngu à? Bởi vì số lượng người chơi tham dự quay gacha may mắn lần này rất lớn nên thỉnh thoảng sẽ vang lên thông báo toàn server, không phải rút trúng phần thưởng là thời trang hiếm thì cũng là vũ khí được chế tạo riêng. Điều này khiến những người chơi rút thăm nảy sinh ảo giác rằng chỉ tại mình suối quẩy mà thôi, nhìn xem người ta đều có thứ cốt kìa. Rút tiếp thì nói không chừng mình cũng có cơ hội. Mang theo suy nghĩ chỉ cần rút được một vật phẩm thông báo khắp server thì có thể hồi vốn lẫn lời to nên quay gacha rất nhiệt tình. Mà lúc này thân là kẻ đứng sau màn, lục vô bình tĩnh uống một ngụm trà nhìn số lượng hồn tệ liên tục tăng lên. Giây phút này hắn đã cảm nhận được rốt cuộc những người trù hoạch sự kiện gacha trong game suy nghĩ thế nào. Cảm giác lừa người khác nạp tiền thật sự là quá sướng. Tuyệt vời ông mặt trời. Khi gacha tiến hành đến giờ thứ ba, trên diễn đàn có người oán giận cũng có người khoe khoang, đồng thời còn xuất hiện sự nghi ngờ. Cậu bé dưa hấu, bọn tay thơm đều chết hết đi không ngờ tôi đã triệt để bước chân vào hàng ngũ tay thúi rồi. Thế này thì khó chịu quá. Vốn đã là người chơi ở tầng dưới chót rồi, thế mà cơ duyên cuộc khởi của tôi vẫn chưa xuất hiện. Khóc. Vì trạch khoái nhạc thủy, tôi nghi là cái vòng gacha mắt dịch này có vấn đề. Ngoài phần thưởng 300 hồn tệ mà tôi từng nhận được một lần ra thì những thứ khác đều là rác rưởi Lỗ vốn tới mức sắp không tin vào cuộc sống này rồi. Tai ngư tộc không tin vào cuộc sống này nữa. Zipper Xin cậu bé bút chì trả lời vì trạch khoái nhạc thủy, có vấn đề gì đâu. Rút thưởng dùng hồn tệ chứ có dùng tiền thật đâu mà, mày lỗ hai lời thì công ty chinh chiến người ta cũng không kiếm được xu nào, cần gì phải lừa tiền chứ. Bé ngốc, hãy chấp nhận sự thật rằng mình tay thúi đi. Cười ha ha. Tuyết lê mạnh nhất, tôi rút được một bộ quần áo xinh đẹp, tuyệt cú mèo. Cảm ơn Gacha may mắn. Nhưng sau khi trúng thưởng thì tôi không rút nữa nên không đánh giá về tỷ lệ của nó. Cười ha ha. Tuy rằng trên diễn đàn vẫn có những lời nghi ngờ lẻ tẻ, nhưng đa số người chơi đều suy nghĩ giống như sinh cậu bé bút chì, cảm thấy sự kiện quay Gacha này cũng chỉ tiến hành trong nội bộ trò chơi mà thôi. Bất kể mình rút trúng hay không thì công ty chinh chiến người ta cũng chẳng nhận được tí ít lợi nào cả. Hơn nữa nếu mỗi người đều có thể trúng giải thưởng lớn đạt tới mức thông báo toàn server thì sẽ rất ảnh hưởng tới sự cân bằng trong trò chơi. Chỉ cần coi đây là một hoạt động giải trí là được rồi. Sau khi sự kiện quay gacha diễn ra tới giờ thứ năm, số người tham gia bắt đầu giảm bớt. Đa số mọi người đều đã bắt đầu ra giả ngoại đánh quái vật, thu thập nguyên liệu để ghép thành bánh trôi. Lúc này bên bờ biển, hai bóng người đang ngồi đó đón ánh nắng mặt trời mới mọc để kiểm tra lại nguyên liệu suy nghĩ của tiểu mặt và bé bưởi khác hẳn với những người chơi khác họ hoàn toàn không tham dự vào sự kiện vòng quay may mắn trong mắt họ mỗi một phần tiền tích cốc được đều là trụ cột để vung đắp hạnh phúc trong tương lai sau này nên họ không nỡ dùng nó vào vận may mờ ảo hư vô cho nên trong lúc những người chơi đang phấn khởi vì thông báo toàn server vang lên liên tục thì họ đã bắt đầu tìm kiếm con mồi trong khu lưu ly muốn kiếm được nhiều nguyên liệu ghép bánh trôi cuối cùng làm ra nhiều bánh trôi hơn trong mắt họ, phần thưởng này mới là ổn thỏa nhất. Sau 5 giờ cố gắng, lúc này họ đã nhận được 100 phần vật liệu không cùng loại, cộng thêm trùng lập, sau khi kiểm tra thì đã kiếm được hơn 300 phần. Thế là đủ rồi. Chúng ta thử ghép lại đi, bé bưởi nhìn tiểu mặt cười hiếp mắt. Ừ, vậy thì làm theo công thức mà nhà phát hành đưa ra trước đi. Sau đó tiểu mặt triệu hồi lò ghép bánh mà sự kiện cung cấp, lại mở clip công thức bánh trôi ra rồi ném nguyên liệu nấu ăn vào lò theo phương án mà nhà phát hành đề xuất. Theo lời nhắc nhở vang lên, một phần bánh trôi ra lò. Bánh trôi nhân vừng đen, phẩm chất một. Chi tiết về vật phẩm, sau khi ăn có thể nhận được 100 điểm ép bánh trôi nhân ngũ vị, phẩm chất 2. Chi tiết về vật phẩm, sau khi ăn có thể nhận được 300 điểm EXP, có xác suất cực nhỏ nhận được phần thưởng một điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Sau khi ghép hơn 10 phần bánh trôi, đôi mắt bé bưởi tỏa sáng, tiểu mặt, không bằng chúng ta thử tự phối hợp đi. Nói không chừng sẽ làm ra loại bánh trôi cực kỳ ngon cũng nên. Thấy bé bưởi nóng lòng muốn thử, tiểu mặt không khỏi gật đầu. Vậy thì em thử đi, cố lên. Tiểu mặt biết thật ra bé bưởi vẫn luôn muốn học nấu ăn, nhưng vì đôi mắt mù lòa nên trong hiện thực không thể làm được những việc đó. Bởi vậy khi thấy nỗi khát vọng trong mắt bé bưởi, cậu ta đồng ý ngay tấp lự còn chuyện có lãng phí nguyên liệu hay không thì không quan trọng trong mắt cậu ta bé bưởi vui vẻ mới là quan trọng nhất bé bưởi hoàn toàn không biết phải phối hợp nguyên liệu như thế nào thì mới có thể làm ra bánh trôi thật ngon lúc mới bắt đầu chế tác cô hoàn toàn dựa vào trực giác của mình thấy nguyên liệu nào có vẻ ngon thì đều bỏ nó vào trong lò ghép bánh sau đó ôm tâm trạng mong chờ để đợi chúng tự động biến thành món bánh trôi thơm ngon phần bánh trôi đầu tiên ra lò rất nhanh. Bánh trôi nhân sâm xì dầu, phẩm chất 3, được tạo thành từ những nguyên liệu như nhân sâm, xì dầu, gừng vân vân. Nhắc nhở về vật phẩm, sau khi ăn sẽ dính đi bắp, trúng độc, trong trạng thái này mỗi giây sẽ mất 5 điểm máu, thời hạn 10 phút, nhắc nhở của game, không thể ăn. Không thể ăn, thấy phần bánh trôi này, tiểu mặt không nhịn được cười phá lên. Còn bé bưởi thì rất là xấu hổ cắn răng bắt đầu lần ghép thứ hai. Một lát sau, phần bánh trôi thứ hai ra lò. Bánh trôi hoa quế sầu riêng mát phẩm chất, 15, được ghép từ hơn 10 loại nguyên liệu như hoa quế sầu riêng vân vân. Nhắc nhở về vật phẩm, sau khi ăn sẽ dính đi bắp, trúng độc cấp 2, trong trạng thái này mỗi giây mất 15 điểm máu, thời hạn 20 phút. Nhắc nhở của game, dũng sĩ, tới đi, nhìn tiểu mặt nín cười, bé bưởi cảm thấy giận quá chẳng lẽ mình không có bất cứ tài năng nào về nấu ăn hay sao, cô không cam lòng lại bắt đầu làm bánh trôi, âm thầm thề rằng nhất định phải làm ra loại bánh trôi ngon nhất mới được. Liên tục sản xuất ra bánh trôi độc chẳng những không khiến bé bưởi nhục chí mà ngược lại càng áp chế thì càng hăng hái. Khi phần bánh trôi thứ 8 ra lò, bếp lò bỗng toát ra một luồng khói đen, sau đó lời nhắc nhở toàn server vang lên. Chúc mừng người chơi bé bưởi thành công chế tạo ra bánh trôi, đi một chuyến trên đường Nại Hà, nhận được phần thưởng xster s100 hồn tệ. Lời nhắc nhở vang lên khiến hai người cả kinh, sau đó vội nhìn vào trong lò bánh trôi. Đi một chuyến trên đường nại hà, phẩm chất 100, nguyên liệu ghép thành. Nhắc nhở về vật phẩm, sau khi ăn sẽ dính đi bắp, tử vong lan tỏa, mỗi giây 100 điểm máu, thời hạn 24 giờ. Nhắc nhở của game, ăn bát bánh trôi độc này rồi đi một chuyến trên đường nại hà, 3 giờ sau tất nhiên lại là một trang hảo hán phúc ha 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 lần này tiểu mặt rốt cuộc không nhịn được cười phá lên còn bé bưởi thì khóc không ra nước mắt lời nhắc nhở vang lên khiến cô còn tưởng mình chế tạo ra bánh trôi phẩm chất cao siêu lắm chứ nhưng không ngờ rằng lại là loại bánh trôi còn độc hơn nhìn tiểu mặt còn đang cười bé bưởi tức giận nhéo mình ba phát cảm nhận sự đau đớn tiểu mặt lập tức ngừng cười nhưng nước mắt dính trên khóe mắt không biết là vì cười hay do bị đau nên khóc nhìn đống nguyên liệu làm bánh trôi không còn lại là bao cuối cùng bé bưởi vẫn bỏ lơ xúc động muốn tiếp tục chế tác ngồi xuống đất với vẻ uể oải lúc này tiểu mặt lấy một phần bánh trôi đã làm xong đưa cho cô ăn đi ăn xong chúng ta tiếp tục đánh quái thu thập nguyên liệu tiếp em nhất định sẽ làm ra loại bánh trôi ngon nhất thật hả bé bưởi ngẩng đầu hỏi dĩ nhiên rồi trong lòng anh em là tuyệt nhất nghe vậy Bé bưởi không khỏi mỉm cười nhận lấy bánh trôi. Ấp ủ tâm trạng chờ mong, mỗi người bưng một chén bánh trôi bắt đầu ăn, chuẩn bị ăn xong rồi lại tiếp tục thu thập nguyên liệu làm bánh. Nhưng khi bánh trôi vừa vào miệng, hai người đều rung lên. Bởi vì hai người ăn bánh có khẩu vị khác nhau, thêm nữa là truyền vị giác lại cho nhau nên khiến hương vị bánh trôi trở nên rất quá dị. Sau khi đưa mắt nhìn nhau, hai người đều cười phá lên. Ngồi bên bờ biển, đón ánh nắng ban mai, hóng gió biển, ăn bánh trôi. Cảm giác hạnh phúc tràn lan trong lòng hai người. Khi sự kiện nguyên tiêu tiến hành đến buổi tối, Lục vô dở khóc dở cười nhìn một đống đề tài chế tạo đủ loại bánh trôi lạ lùng mà những người chơi đăng trên diễn đàn. Nào là, đi một chuyến trên cầu Nại Hà, thần chết nhìn chằm chằm, người anh em lên đường đi, dũng sĩ khiêu chiến, chết mới ngừng lại, các kiểu. Đủ loại bánh trôi kỳ quặc khiến những người chơi không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy nhân tài của quân Bắc Kỳ thật sự là càng ngày càng nhiều, thứ gì cũng có thể làm ra được. Đương nhiên, ngoài các loại bánh trôi kịch độc ra thì cũng xuất hiện một ít bánh trôi chất lượng cao thơm ngon. Ngoài thuộc tính cao ra, những bánh trôi này cũng có hương vị rất tuyệt khiến những người chơi chế tạo ra chúng lại được dịp khoe khoang trên diễn đàn. Đến 8 giờ tối, sự kiện đố đèn nguyên tiêu chính thức bắt đầu. Con cũng đang ở Minh phủ ấp ủ mong chờ lấy túi cấm đố đèn chỉ có thể mở trong thời gian quy định từ trong túi ra. Sau khi rút tờ giấy trong túi, con cũng phát hiện bên trên viết một hàng chữ người chết yên nghỉ, tên một địa danh. Thấy lời gợi ý trên mảnh giấy, con cũng lập tức nghĩ ra đây không phải là nơi mai táng sao, ở Bắc Kỳ, chỉ có nơi mai táng mới thật sự được gọi là nơi người chết yên nghỉ. Cho nên anh ta chắc chắn rằng đèn lồng nguyên tiêu của anh ta đang ở đó con cũng lập tức phấn khởi chạy như điên đến nơi mai táng. Trong lúc diễn ra sự kiện, để bảo đảm công bằng, tất cả truyền tống trận đều bị đóng cửa nên lần này chỉ có thể đi bằng xe căng hải, mà thôi. Tốn khoảng nửa giờ, con cũng chạy một mạch tới nơi mai táng. Sau khi bước vào nơi này, anh ta lại lấy tờ giấy ra. Lần này anh ta phát hiện nội dung trên tờ giấy lại thay đổi. Tương lai vỡ tan, đạp lên thần linh. Thấy lời nhắc nhở này, con cúng không khỏi sửng sốt nhưng nghĩ kỹ lại nụ cười dần dần hiện lên trên mặt con cúng anh ta nghĩ tới ác thần dù sao nhắc tới thần linh ở vùng đất bắc kỳ thì đáng chú ý nhất chính là ác thần mà ở nơi mai táng tương lai vỡ tan cùng với đạp lên thần linh thì chắc là đang chỉ nơi ác thần và hạng bạc đã từng chiến đấu chính vì trận chiến đó mới khiến nơi mai táng bị sụp đổ thế là con cúng lại bắt đầu chạy như điên về phía khu vực mà ác thần và hạng bạc đã từng chiến đấu lúc trước lướt qua vô số đèn lồng nguyên tiêu của những người chơi khác cuối cùng con cúng cũng chạy tới đích lúc này con cúng đang đứng ở giữa khu vực nơi mai táng nhưng trước mắt anh ta có rất nhiều đèn lồng nguyên tiêu tuy rằng đã tới nơi nhưng anh ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào thì mới tìm được chiếc đèn thuộc về mình liếc nhìn bản xếp hạng sự kiện đố đèn con cúng phát hiện bây giờ vẫn còn chưa có ai vào bản. Anh ta sốt ruột lại lấy tờ giấy ra. Nhưng lần này tờ giấy đã không còn lời nhắc nhở nữa mà chỉ biểu hiện đã tới khu vực có đèn lồng. Con cúng hết cách rồi, đành phải tìm từng cái một. Khu vực này có khoảng 100 cái đèn lồng, tới khi kiểm tra được hơn nữa thì một người chơi cũng xuất hiện ở đây. Gã xem tờ giấy của mình, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như con cúng, sau đó cũng nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm thấy có đối thủ xuất hiện con cúng vội tăng tốc độ kiểm tra người kia thấy con cúng tăng tốc thì cũng làm theo trong lòng hai người đều tràn đầy khẩn trương dù sao thì ai tìm thấy trước thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cao hơn nhưng con cúng đến đây trước nên đương nhiên là chiếm ưu thế nhìn ba cái đèn lồng còn sót lại ánh mắt con cúng lóe lên vẻ đắc ý cái thứ nhất không phải cái thứ hai không phải khi con cúng dời mắt đến cái đèn lồng thứ ba thì lại phát hiện người chơi đến muộn kia đang ôm đèn lồng kiểm tra. Lúc này người chơi kia cũng phát hiện ra vẻ mặt vừa phấn khởi vừa vui sướng của con cúng. Hai người nhìn nhau một lát, người chơi kia im lặng cúi đầu nhìn đèn lồng trong tay mình, sau đó vắt chân lên chạy. Áo! Thằng khốn! Đó là đèn lồng của tao! Của tao! Mau trả lại cho tao, con cúng tức đi người, thầm nghĩ sao thằng này lại vì thắng lợi mà bất chấp mọi thủ đoạn như thế quá đáng lắm có biết không hả chờ tí đê khi nào tao tìm thấy đèn lồng của tao thì sẽ trả nó cho mày người chơi kia vừa chạy vừa nói thằng khốn mày đi chết đi có phải mày là thằng sinh cậu bé bút chì không hả tao cắn chết mày con cúng nghe răng trợn mắt rít gào nhưng điều khiến con cúng kinh ngạc là thân pháp của người này rất siêu liên tục qua lại dựa vào ảnh bộ nâng cấp của sát thủ trong lúc nhất thời con cúng thật sự không thể bắt được cả thấy người chơi kia vừa qua lại né tránh vừa thỉnh thoảng cầm lấy đèn lồng kiểm tra trong lòng con cúng lại uất ức vô cùng chơi vậy rồi ai chơi lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha